Chào mừng cô chú các chị và các bạn quay trở lại với cái lô vũ nữ chân dài. Ngày hôm nay thì sau khoảng hơn một tháng trời em quay lại thì cái lô này nó đã có một cái diện mạo mới. Này các nhà xem này, cây này thì rễ quá trời. Này các nhà xem, vì cái cây nó thay đổi từng ngày nha các nhà, thay đổi lớn lên từng ngày đó. Cái diện mạo mới cho cả nhà chúng ta cùng xem. Thì cái vườn này em nếu mà quay thì phải clip cả 2 tiếng đồng hồ mới quay hết được cả nhà. Nhiều lắm ở các cái loại sai mai khác nhau. Cái sai mai này, sai mai đang cung ứng thực phẩm cho thị trường này cả nhà. Này chân này, cục chân luôn này. Phụ nữ mà. Cái nhà xem đó. Có thể là em quay như thế này để cái nhà xem hết được cái chân của nó và cái độ đẹp của cái chân của nó luôn. Giờ khi quay gần quá là các anh chị các bạn không xem được cái chân, không thấy được cái chân của nó. Đây có một cái chi thả này cái nhà này. Đây có một cái chi thả này. Đây cái chi thả này cả nhà này, cho ta nhìn thấy cái chi thả này. Thả từ chân này xuống này cả nhà. Đó. Đây làm rất là công phu. Đòi hỏi là người nghệ nhân với rất là khéo léo trong các cái bước tạo hình. Ở đây các cái lô mà đang ươm để cho cái giống kế cận này cả nhà này. Ươm ở trong ống đó, cái chân nó nằm ở trong ống đó cả nhà. Kế cận này. Các cái tay thả rất khéo nha. Tay thả rất khéo. Đây này, nó đang làm búp cho cái nhà này. Cái nhà thấy búp không? Đó. Búp. Đối với cái lô này đi thì em sẽ ship nguyên cả chậu nha. Ship nguyên cả chậu cho cô chú anh chị các bạn. Cây thì cũng có cây nãy em thấy có cái mặt bông. Bông giáo hai lớp màu vàng nghệ đẹp. Đây này, nhà xem này. Thì cũng tùy theo cái sở thích của từng người thôi nha cả nhà. Để chúng ta có cái sở thích với cái sản phẩm mai này và cái sản phẩm mai khác. Chứ không phải là cái sở thích mà thì chúng ta thích với cái sản phẩm nào thì cái đó là nó sẽ là đẹp. Chúng ta thích cái sản phẩm nào thì cái đó nó sẽ đẹp nha cả nhà. Sản phẩm này nó sẽ đẹp. Để các nhà xem này. Sự khéo léo của từng chi tiết này. Với từng cái chi tiết nhỏ trong cái sản phẩm phụ nữ đây đều là có ý đồ của người nghệ nhân nha các nhà. Chân tay thả các nhà xem nha. Chân các nhà xem nha. Đây, các nhà xem nha. Cái đường chạy này. Đường nét rất là tỉ mỉ. Với cái sản phẩm chân dài là làm có đó đó cả nhà. Rất là tỉ mỉ cho cái sản phẩm chân dài nha. Này này. Chúng ta xem ạ. Tạo các cái đường cong rất là, phải nói là rất là kỹ thuật. Cho người nghệ nhân
rất là phải có tính tính rất là đầm tính và tí mấy thì chúng ta mới làm mấy cái sản phẩm này được. Thế còn đối với những người mà chúng ta không có tí mấy thì chúng ta rất là khó cái chi tiết cho từng các cái đường nét rất nhỏ như thế này trên cái sản phẩm phụ nữ này. Bởi vì mỗi từng cái dáng mai nó đòi hỏi từng cái kỹ thuật khác nhau như cái nhà, chứ không phải là mỗi một cái dáng mai nó đòi hỏi một cái kỹ thuật khác nhau. Đây, cho ta xem này. Kỹ thuật này, tỉ mỉ từng chi tiết. Ta xem đây, hôm nay thì anh cũng đang tiếp tục uốn nắn và cho cái sản phẩm mai phụ nữ này cả nhà. Gần như là ngày nào anh cũng có mặt tại vườn hết, chăm chút cho từng chi tiết một cả nhà. Cho nên em nói mỗi người một cái tính khác nhau, nhưng mà đối với nghệ nhân làm phụ nữ thì cái tính phải rất là tỉ mỉ, chi tiết cho từng đường nét một. Nếu như chúng ta mà mấy cái này nó đòi hỏi kỹ thuật rất là cao, chúng ta mà làm cái tính chất nghệ thuật nó nằm ở từng cái tác phẩm nghệ thuật. Có những cái tác phẩm nghệ thuật vô giá là như vậy được cả nhà, chứ không chúng ta không thể là đánh đồng tác phẩm này giá bao nhiêu kia bao nhiêu. Nhiều khi chúng ta nhìn này, chúng ta cũng chưa thể nói được. Đây chúng ta nhìn thấy một cái lô mai mà nó đang là cái lô mai phụ nữ chưa bỏ bầu nha, là nó huyết long ở đây này cả nhà nha. Đó, nhưng mà khi mà lá nó già đi thì nó đâu còn đỏ nữa, nhưng mà khi nó dày nó đang đỏ nữa cả nhà này. Đó. Em muốn giới thiệu là cái lô này là nó hoàn toàn là huyết long nha. Đó, để cho cô chú anh chị các bạn xem này. Đó. Khi mà cái lá nó già nó đâu còn đỏ đâu, nhưng mà khi mà cái lá nó mới đâm nhà này, đâm tượt này cả nhà này. Đây chúng ta xem này. Đó nha. Đó. Ở đây em muốn minh chứng cho cả nhà một điều là cái sản phẩm này nó hoàn toàn là huyết long nha. Lá to này cả nhà này, to nha. Để cho cô chú các anh chị các bạn nói huyết long nhiều khi ra đúng cái thời điểm lá nó đang già đâu có thấy lá đỏ được. Đây cái nhà xem này. Và cái số điện thoại liên lạc của em là 0836013528 nha cả nhà. Cả nhà cứ nhắn tin gọi điện cho em nhé. Chúng ta sẽ cùng trao đổi mua bán và thương lượng, trao đổi kỹ thuật trong những cái sản phẩm mai, các cái mai khác nhau. Có thiện chí để ủng hộ em một cây nha. Khách hàng có thiện chí để ủng hộ em một cây. Em cũng kiếm đồng tiền nước, tiền xăng xe thôi chứ không có gì đâu cả nhà. Quay YouTube và đang chia sẻ cho cô chú anh chị các bạn chúng ta cùng tham khảo những cái sản phẩm mai đẹp tại thị xã Nhơn Trạch. Rất là lâu, giờ này em ra vườn đã thưa đó cả nhà. Kính chào tạm biệt cả nhà nha. Chúc sức khỏe cả nhà nha.